đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Cảnh Điềm gặp biến căng, bị phạt 25 tỷ đồng vì phạm luật, lên tiếng công khai xin lỗi. Vốn trong thời gian này, Cảnh Điềm chỉ âm thầm đóng phim và tham gia các hoạt động giải trí, tuy không quá hot nhưng vẫn duy trì được nhiệt độ. Ấy vậy mà ngày 28 tháng 5, cái tên của Cảnh Điềm bất ngờ sáng nhất Weibo vì vướng vào lùm xùm không hay. Nữ diễn viên phải nộp tiền phạt vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, thậm chí còn bị CCTV điểm tên và lọt top 1 hot search Weibo. Theo đó, CCTV đưa tin vào cuối năm 2021, Bộ phận Giám sát Quảng cáo của Cục Quản lý Thị trường Nhà nước đã phát hiện nữ diễn viên Cảnh Điềm tham gia làm đại diện sản phẩm là trái cây và rau cho một công ty công nghệ y tế ở Quảng Châu. Sau khi điều tra, Cục Giám sát Thị trường quận Thiên Hà ở Quảng Châu đã lập hồ sơ, trong đó cho biết loại thực phẩm trái cây và rau mà Cảnh Điềm đại diện được giới thiệu là các loại thực phẩm có tác dụng hạn chế và ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và đường. Tuy nhiên, sau khi điều tra đã chứng minh là những sản phẩm trên vẫn hấp thụ đường như bình thường. Theo luật và quy định của Trung Quốc, các loại thực phẩm này khi chưa được xác định rõ tính chất thì không được phép quảng bá về hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, Cảnh Điềm vẫn kêu gọi mua hàng và đồng ý để nhãn hàng sử dụng hình ảnh của mình trong quảng cáo. Cảnh Điềm đã nhận được tổng cộng hơn 2,5 triệu nhân dân tệ, 8 tỷ đồng, từ quảng cáo bất hợp pháp trên. Theo Điều 61 luật quảng cáo của Trung Quốc, Cục Giám sát Thị trường quận Thiên Hà ở Quảng Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính Cảnh Điềm bằng cách tịch thu số tiền nhận quảng cáo và phạt thêm hơn 4,6 triệu nhân dân tệ, 16 tỷ đồng. Tổng số tiền phạt và tịch thu là hơn 7,2 triệu nhân dân tệ, 25 tỷ đồng. Và điều đặc biệt là, theo luật Cảnh Điềm sẽ không được nhận bất cứ quảng cáo nào trong vòng 3 năm. Ngay khi vụ việc trên xảy ra, netizen đã phát hiện nhãn hàng Dio có động thái xóa và ẩn hết các bài viết liên quan đến Cảnh Điềm trên trang chủ của mình. Trước đó, những hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên Trung Quốc này vẫn được Dio đăng tải. Thương hiệu nước giặt dung dịch tẩy rửa ánh trăng xanh mà Cảnh Điềm mới nhận danh phận đại sứ vào tháng 5 cũng đã xóa hoặc ẩn bài viết về nữ nghệ sĩ sau bê bối. Ngay sau khi quyết định xử phạt được công bố, Cảnh Điềm đã đăng thư xin lỗi lên tài khoản mạng xã hội. Trong đó, mỹ nhân Tư Đằng khẳng định chấp nhận hình phạt từ cơ quan giám sát thị trường và đã nộp phạt đầy đủ. Cảnh Điềm cũng cam kết sẽ cẩn trọng hơn để không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác thực trong quá trình ký kết hợp đồng và đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng tin tưởng vào các sản phẩm. Là một người hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thức sâu sắc những thiếu sót trong công việc của mình. Tôi hoàn toàn chấp nhận quyết định xử phạt của Cục Giám sát Thị trường và đã nộp phạt ngay sau đó. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc có trách nhiệm cao với đông đảo người tiêu dùng, không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào như vậy trong tương lai, đồng thời kiên quyết ngăn chặn sự cố như vậy tái diễn, trích thư xin lỗi của Cảnh Điềm. Mặt khác, theo ước tính, hiện tại, số nhãn hàng mà Cảnh Điềm làm đại ngôn khá lớn. Vụ việc bị xử phạt gần đây có thể không đến mức khiến Cảnh Điềm bị phong sát, song ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô sau này. Các nhãn hàng đã và đang hợp tác cũng sẽ có xu hướng hủy hợp đồng với cô trong tương lai. Sau khi vụ việc nổ ra, có không ít người cho rằng do Cảnh Điềm thời gian này không có tư bản chống lưng, thế nên lùm xùm này bị thổi bùng lên, thậm chí là trở thành lá chắn cho một vụ việc khác. Vì ngoài Cảnh Điềm, cư dân mạng còn phát hiện rất nhiều nghệ sĩ khác xuất hiện trên poster quảng cáo của thương hiệu sản phẩm phạm pháp như Sa Thi Mạng, Trương Bá Chi, Tần Lam, Tiết Khải Kỳ, Bảo Kiếm Phong, nhưng chỉ có mình Cảnh Điềm là bị CCTV điểm mặt chỉ tên đích danh. Hay như cách đây mấy ngày, Quang Hiểu Đồng cũng đã bị xử phạt vì liên quan đến thương hiệu trà sữa gian lận phí nhượng quyền. Cùng là vi phạm pháp luật nhưng cô không hề bị chỉ mặt điểm tên như Cảnh Điềm. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cảnh Điềm, sinh năm 1988, là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô xuất thân Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bắt đầu gia nhập CBIS vào năm 2006, sở hữu ngoại hình xinh đẹp, kiêu sa, được ca ngợi là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh. Cảnh Điềm có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, được góp mặt trong các dự án lớn ở cả Trung Quốc và Hollywood như Cô Chủ Xinh Đẹp Của Tôi, Chiến Quốc, Thân Phận Đặc Biệt, Câu Chuyện Cảnh Sát 2013, Sóng Gió Ở Ma Cao, Tử Chiến Trường Thành, Công Skull Island. Tuy nhiên, hầu hết những bộ phim có sự góp mặt của cô nếu không thành bom xịt thì vai trò của nữ diễn viên rất mờ nhạt. Cô bị gắn với nhiều biệt danh như Thuốc Độc Phòng Vé, Bình Hoa Di Động. Mãi đến đầu năm 2021, Cảnh Điềm mới giành được hảo cảm từ công chúng nhờ hóa thân thành công vào vai yêu nữ xinh đẹp trong bộ phim truyền hình Tư Đằng.